Vâng, test lại đôi Yamaha 690 trước khi đóng gói gửi cho bác khách Quảng Ninh, Hạ Long Quảng Ninh. Những dòng loa này thì anh em phải chơi vào những con Sansui 607 trở lên các bác nhá, hoặc những con Denon 940, hoặc những con âm ly khỏe khỏe một chút đó, thì nó mới khai thác được ra chất của loa. Vì loa này mặc dù nó 80W nhưng mà loa nó làm rất gấu, củ bát nó rất gấu, nên là cũng phải âm ly têm xem xem một chút thì đánh nó mới ra chất, nó mới phê, nó mới tê tai các bác nhá. Loa này thì hôm nọ cửa hàng về 5 đôi, đã bán đi một đôi, hôm nay xuất đi một đôi nữa, cũng trên đường về khoảng 2 đôi nữa. Với cái dòng loa này hiện tại thì đang có giá rất tốt cũng như là hình thức đẹp. Anh em mua chơi cái dòng này thì chơi rất đa năng. Nặng vô đối luôn một loa. Loại loa này thì anh em phải có sức khỏe bê được, không khỏe không bê được, bê vất lắm loa này. Loa này cửa hàng bán chỉ thay gân được các bác nhá. Vâng, cảm ơn anh em đã ủng hộ. Bất kể sản phẩm nào dù bé dù nhỏ, trước khi gửi đi cửa hàng cũng đều test lại sản phẩm, nên anh em yên tâm về chất lượng luôn. 0941 891 914, Minh Audio Hà Đông, Hà Nội.